Trong video này thì mình sẽ demo về Asset Modifier. Thì Asset Modifier sẽ được sử dụng để implement cái gọi là encapsulation ở trong OOP. Thì chúng ta quay trở lại với lại cái project Basic OOP mà mình đã viết ở trong video trước. Thì ở trong cái project này thì chúng ta tạo ra một cái class là class doc, gồm có cái thuộc tính là size, breed, name và constructor của nó, lấy ba cái thuộc tính ở phía trên. Và nó có implement thêm một cái method là method bark, sủa, con chó này biết sủa đúng không ạ? Thì ở bên phía client gọi là cái chương trình program thì chúng ta có thể tạo ra được cái object từ cái class mà chúng ta khai báo ở bên này. Thì bây giờ quay trở lại về class doc thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái class doc này thì mình không hề chỉ định ra cái asset modifier cho nó là gì. Thì như trong bài trước mình nói là với class, khi mà chúng ta không chỉ định asset modifier thì mặc định của nó sẽ là internal. Thì với internal thì những cái class được khai báo là internal, attribute hay là method cũng vậy. Thì khi khai báo là internal thì nó có thể được sử dụng ở trong cùng assembly. Vì vậy mà cái thằng program này chúng ta có thể thấy là nó có thể sử dụng được class doc, đúng không ạ? Thì bây giờ nếu như giả sử mình khai báo cái class doc là private, private thì có nghĩa là class doc này sẽ không thể được sử dụng ở đâu khác nữa cả. Thì các bạn quay trở lại program thì sẽ thấy chương trình báo lỗi. Đấy. Còn nếu mà chúng ta để nó là public class thì rõ ràng rằng là program phải được sử dụng cái thằng class doc này, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần ghi nhớ rằng là default constructor, thì các bạn chỉ cần ghi nhớ rằng là default asset modifier cho class thì chính là internal. Ở đây giờ mình chuyển nó trở thành public, vì thông thường chúng ta tạo ra class là để thế giới bên ngoài có thể sử dụng được. Thì trong bài trước, tất cả những cái attribute này thì mình đều để nó là public để các bạn dễ hình dung. Tuy nhiên rằng là chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta thiết kế một cái class thì không bao giờ chúng ta để ra những cái attribute là public, bởi vì client nó có thể thay đổi được cái state của class của chúng ta. Vì thế, thông thường khi mà tạo ra những cái attribute chúng ta đều để nó là private. Thì có một cái coding convention ở trong C# là những cái private attribute thì chúng ta nên viết nó với chữ đầu tiên là chữ thường, không phải là chữ hoa. Private, đúng không ạ? Và để thế giới bên ngoài có thể access được vào cái site này thì chúng ta sẽ phải bundle nó vào những cái method được gọi là getter và setter. Setter thì làm cái nhiệm vụ là set cái site, từ thế giới bên ngoài sẽ set giá trị cho cái site này. Còn getter là cho phép thế giới bên ngoài có thể lấy cái giá trị của site. Thì đầu tiên chúng ta có thể tạo ra một cái setter như thế này. Public void set size, chúng ta sẽ truyền vào cái size mà mình mong muốn. Thì là bởi vì chúng ta muốn cho phía client hay là thế giới bên ngoài đấy ạ, có thể truy cập được vào cái set size nên mình để nó là public. Thì trong này thì mình có thể tạo ra cái validation là sẽ chỉ cho phép những cái size lớn hơn không, size là số dương được thiết lập thôi. Thì mình sẽ check là if s lớn hơn không thì chúng ta sẽ cho phép là size bằng s. Còn trong trường hợp mà size nhỏ hơn không, nhỏ hơn hoặc bằng không thì chúng ta sẽ báo lỗi ra màn hình. Thì sau đấy mình sẽ thiết lập cái method thứ hai được gọi là method getter, để cho phép chúng ta có thể lấy ra được cái giá trị của attribute size. Public in, sorry, get size. Thì cũng là một cái coding convention là thông thường khi mà chúng ta viết những cái method là kiểu public hoặc là kiểu method thì chúng ta sẽ để nó cái chữ đầu tiên là chữ hoa, chữ g hoa đấy. Return size, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta quay lại cái program, chúng ta đang tạo ra một cái object doc có tên là d. Thì bây giờ chúng ta có thể thử set cái size cho cái object d này. Thì để set cái size thì các bạn bây giờ sẽ không thể viết thẳng là size bằng 10 như thế này, sorry, size bằng 10. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ biết dịch sẽ báo lỗi là bởi vì là cái size này chúng ta đang để nó là private và ở phía client này chúng ta sẽ không thể thiết lập nó được. Thì để set được cái size cho object D này thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái method setter là set size. Ở đây chúng ta có thể set nó giả sử như bằng -1. Các bạn sẽ nhìn thấy. Mình bỏ cái này đi, sẽ thấy nó dễ hơn. Đúng không? Giờ mình chạy chương trình. Các bạn thấy nó báo lỗi như thế này: you cannot create a supernatural doc, đúng không ạ? Giờ mình sẽ quay lại, mình set lại cái size này là bằng 10 là một số lớn hơn không. Sau đấy là mình muốn lấy ra
cái giá trị của cái size. Giờ các bạn có thể nhìn thấy màn hình in ra số 10 chính là cái giá trị chúng ta set vào cái size, đúng không ạ? Giờ quay lại đây thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta vừa mới sử dụng cái gọi là asset modifier để tạo ra cái tính đóng gói cho Glassdoor này. Thì tương tự với lại cái breed và name, chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái getter và setter cho breed và name. Thì với lại cái thuộc tính breed này thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đang tạo ra setter và getter. Tuy nhiên rằng là cái getter và setter này thì không hề implement một cái logic gì bên trong giống như cái thằng setSize. Thằng setSize này là chúng ta đang có cái logic validation. Thì với setBreed thì chúng ta không có. Thì C# cho phép chúng ta viết getter, setter một cách vắn tắt như thế này. Public string breed get set. Như vậy là xong. Rất là tiện. Tương tự với name, chúng ta cũng sẽ không có cái logic gì đặc biệt, thì chúng ta sẽ chuyển chữ name này với chữ n là chữ hoa, get set bình thường như thế này thôi. Thì các bạn có thể nhìn thấy mình sẽ đẩy lại cái code này xuống phía dưới rồi ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nhìn constructor này thì bây giờ sẽ không còn cái attribute là name. Thì bây giờ để set ra cái thuộc tính name này thì chúng ta có thể sử dụng là name, thì chính là sử dụng cái setter name tên là name như này. Setter của breed là breed, có chữ B là chữ viết hoa. Size thì bây giờ chúng ta có thể set size bằng cách này. Set size. Và trong cái method này chúng ta sẽ sử dụng name breed, đúng không? Xếp vào lại. Quay lại cái program thì các bạn có thể thử test lại cái chương trình của chúng ta. Chúng ta tạo ra một cái object doc có tên là D, đúng không? Sau đấy chúng ta sẽ gọi cái method bark của nó và chạy chương trình. Rồi, thì các bạn thấy là chương trình vẫn chạy tốt được, giống như cũ, đúng không ạ?